Chúng ta tiếp tục phần trao đổi với huấn luyện viên Park Seo của đội tuyển U23 Việt Nam. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Trước tiên thì hôm nay tôi cảm thấy là sân và bầu không khí ở sân vận động Việt Trì rất là tốt. Mặt sân thì tôi đánh giá là cũng tương đối tốt. Thời tiết hôm nay thì cũng rất là thuận lợi, tôi nghĩ rằng nó cũng rất là đảm bảo cho cái giải đấu SEA Games sắp tới. Về mà trình diễn các cầu thủ, tôi nghĩ các bạn hôm nay đã cố gắng hết sức rồi, cố gắng hoàn thành được những cái mục tiêu về chiến thuật mà các ban huấn luyện đưa ra. Tôi nghĩ rằng tôi hài lòng với mà trình diễn các cầu thủ. Về ba cầu thủ quá tuổi thì thực ra là năng lực của họ thì đã được kiểm chứng rồi, và trong trận đấu này thì cái mục tiêu của chúng tôi cũng là để kiểm tra một số những cầu thủ mà chúng tôi tập trung lần đầu tiên. Tôi nghĩ rằng cái việc mà cho ba cầu thủ quá tuổi thi đấu trong trận này hay không thì nó cũng không quá quan trọng. Dù sao thì chúng ta vẫn còn cái lượt trận thứ hai nữa, và cũng có thể là tôi sẽ cho các bạn ấy ra sân. Thank you.
Thực ra thì trong cái giai đoạn vừa rồi chúng tôi có một cái chuyến tập huấn và thi đấu tại Dubai. Tôi thì không trực tiếp tham gia được, tôi chỉ theo dõi được trên TV thôi. Và tôi cũng nghe lại báo cáo từ các trợ lý của tôi. Thế bây giờ trong quá trình mà tôi lựa chọn 20 cái tên cho danh sách chính thức sắp tới thì tôi cũng cần phải tìm hiểu xem là các cầu thủ mới họ có thể đá ở các vị trí mà tôi yêu cầu hay không. Cái thứ hai là cái vai trò, cái nhiệm vụ của các bạn trên sân ấy, các bạn ấy thực hiện trong trận đấu như thế nào. Tôi nghĩ rằng cái trận đấu, thông qua trận đấu ngày hôm nay, tôi cũng có những cái nhìn nhận, đánh giá tương đối tốt về các cầu thủ mới. Tôi nghĩ rằng đây là một cái trận đấu rất là có ý nghĩa. Đứng là vì là nếu như mà đứng lên ấy, thì cái tầm nhìn của mình sẽ rộng hơn và tôi có thể quan sát được trận đấu cũng như các cầu thủ tốt hơn. Thực ra là nó cũng có một chút sự cố liên quan đến cái cuộc họp kỹ thuật. Hôm trước là tôi cũng được nghe rằng, tôi cũng được thông tin là mình có thể thay, nó hơi bị nhầm lẫn một chút ở cái chỗ là thay 10 cầu thủ cộng với một thủ môn hay là thay tổng cộng là 11 cầu thủ. Thế nên là nó cũng có một chút nhầm lẫn ở đây, nhưng mà tôi nghĩ là cũng không có vấn đề gì. Tôi cũng mong mọi người là không có hiểu lầm cái nội dung như thế này. Thực ra là ở Hàn Quốc các cái hệ thống bóng đá của họ với của ta là khác nhau. Ở Hàn Quốc ấy thì nói là bóng đá học đường thôi, nhưng mà có rất là nhiều cầu thủ người ta đang là sinh viên, đang là học sinh, nhưng thực tế họ không phải là người nghiệp dư mà là người ta học tại các trường và chuyên môn của người ta là về bóng đá. Thế nên là tôi mong mọi người không hiểu lầm ở đây là các cầu thủ chỉ là học sinh đơn thuần mà là họ là học tại các trường đại học và chuyên môn của họ là bóng đá. Bác Thí Sung ngày xưa là cũng xuất thân từ đó rồi.
tháng cho em mượn sự đưa lấy anh đen đấy.